Năm 23 tuổi đi du học về nước, tôi được tuyển dụng vào một tập đoàn nước ngoài lớn. Tôi được dìu dắt hướng dẫn bởi chị trưởng phòng hơn tôi 5 tuổi. Do ngoại hình sáng sủa, cao ráo nên tôi hay được đi theo chị trong các buổi đàm phán, giao dịch với đối tác, dần dần học hỏi được rất nhiều kiến thức. Chị rất xinh, tháo vát, là cấp trưởng phòng trẻ nhất công ty hồi ấy. Ban đầu chỉ là các câu chuyện xung quanh công việc, dần dần đi với chị nhiều hơn, thân thiết hơn thì chúng tôi bắt đầu trao đổi thông tin về cuộc sống cá nhân. Tôi có thể chia sẻ với chị những chuyện rất riêng tư và cả những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi các cuộc điện thoại buổi tối kéo dài cả tiếng đồng hồ. Điều này rất lạ vì với cả bạn gái trước đây tôi cũng không hay nói chuyện nhiều như thế. Năm đó tôi vừa chia tay bạn gái, còn chị cũng chuẩn bị lấy chồng. Bạn trai chị là một người thành đạt giàu có, gia đình hai bên rất môn đăng hộ đối. Bạn trai chị thường xuyên đi công tác xa nhà nên cuối tuần chị hay ở nhà một mình. Tôi rảnh rỗi lại sống gần đó nên cuối tuần hai chị em hay rủ nhau đi ăn vặt hoặc đi xem phim. Thời gian đầu tôi còn rủ thêm mấy người đồng nghiệp hoặc bạn bè tôi, hoặc có khi là bạn bè chị. Sau mọi người bận rộn, bọn tôi đi riêng với nhau. Lúc đầu thì hơi ngại, sau tôi và chị lại thấy tự nhiên thoải mái. Tôi nghĩ cũng chỉ đơn giản là đi chơi giải trí của những người trẻ. Hơn nữa chị em đi với nhau công khai, giới thiệu bạn bè rất rõ ràng nên bạn bè thân ai cũng biết chị em thân nhau vô tư. Chúng tôi là những người bạn tuyệt vời, thân thiết với chị, tôi như có người bạn đồng hành trong cuộc sống, chia sẻ với nhau sở thích niềm vui. Tôi quên mất cả việc vừa chia tay bạn gái, đi làm ở công ty tràn đầy khí thế cống hiến, về nhà cũng loanh quanh giải trí và đi chơi với chị. Chị rất quý mến tôi, chia sẻ với tôi cả những suy nghĩ thân tình nhất và còn sắp xếp làm mai mối cho tôi mấy cô gái rất xinh. Thế nhưng sau khi gặp gỡ tôi cũng không thấy có rung cảm, có thể là duyên chưa tới. Hơn nữa tôi lại thấy yêu thích cuộc sống độc thân như thế này. Thường xuyên ở bên chị nhiều, tôi nhận thấy chị thực sự là người phụ nữ rất hấp dẫn. Từ hình thức đến giao tiếp, chị đều khiến người đối diện không thể rời mắt. Đi cùng chị tôi rất hãnh diện. Thời gian bên nhau càng lâu, chỉ đơn giản là qua những động chạm nhỏ, tôi bắt đầu nhận ra dù rằng mình cố vô tư, rằng tôi kém chị ấy nhiều tuổi và là cấp dưới, nhưng tôi là đàn ông thứ thiệt, những cảm xúc xuất hiện rất khó tránh khỏi. Bạn trai chị là một người bận rộn, gia đình anh có công ty ở nước ngoài nên thời gian anh ở bên đó nhiều hơn ở Việt Nam. Tôi biết chị buồn và hai người thỉnh thoảng có xảy ra xích mích nhỏ. Có một lần buổi tối chị buồn gọi tôi ra ngoài, nhưng hôm đó tôi thấy hơi mệt nên bảo chị rảnh thì qua nhà tôi. Một lát sau chị đến thật, tôi thuê nhà ở một khu chung cư mini, tiện nghi đầy đủ nhưng diện tích nhỏ chỉ có một phòng. Chị vừa ngồi xem tivi vừa nói chuyện, còn tôi mệt lên giường nằm nghỉ. Khi chị đến bên giường sờ trán tôi đã không kiềm chế được kéo chị xuống. Mọi chuyện không được phép xảy ra đã xảy ra, tôi đã từng nghe ở đâu đó luôn có tình dục ẩn nấp đâu đó đằng sau tình bạn giữa nam và nữ. Điều này quả thật không sai. Khi bạn thân thiết với một người phụ nữ hấp dẫn, dù bạn cố gắng để giữ thăng bằng, nhưng việc vượt giá giới hạn hay không thật quá mong manh. Dù sau đó chị vội vàng bỏ về nhà và tránh mặt tôi, thì cuối cùng chúng tôi vẫn lao vào nhau. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh và mãnh liệt, nhưng tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tôi còn trẻ và làm mọi thứ theo bản năng. Chúng tôi bắt đầu hạn chế đi ra ngoài, ở công ty cũng ít giao tiếp hơn trước. Trong các nhóm chat của công ty, chúng tôi hầu như không trêu đùa, tương tác như trước đây, cố gắng cư xử bình thường. Tôi xin sang phòng khác để tránh bị mọi người phát hiện. Mọi thứ diễn ra rất kín đáo mà không có bất cứ sơ hở nào. Chị đến nhà tôi thường xuyên, gần như hàng tuần. Chúng tôi cứ quan hệ như vậy, không hứa hẹn, không nói chuyện tương lai. Kế hoạch cưới xin của chị vẫn diễn ra như dự kiến. Chúng tôi quan hệ thể xác nhưng vẫn đối xử như bạn bè đồng nghiệp, thân thiết như cũ, chia sẻ với nhau những suy nghĩ thân tình nhất. Sau khi cưới, chồng chị ở nhà thường xuyên hơn, nhưng chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau. Trong suốt mấy năm, chúng tôi rất cẩn thận không ai phát hiện ra mối quan hệ ngang trái này. Tôi cũng không thể định nghĩa được tình cảm của mình là gì và đôi khi có bị dằn vặt vì biết mình là kẻ thứ ba lấp đầy chỗ trống nhưng mãi không dứt được. Trong thời gian dài, tôi cũng không để ý tới bất kỳ cô gái nào khác ở trong mối quan hệ với chị như người mộng mị. Để che giấu mối quan hệ, chúng tôi liên tục thay đổi các nơi gặp gỡ. Chúng tôi không đến nhà nghỉ, khách sạn mà gặp ở nhà tôi hoặc các căn hộ cho thuê theo giờ đặt trên mạng. Những nơi đó rất an toàn và nếu chẳng may gặp người quen thì cũng không bị nghi ngờ. Khi liên lạc trong Zalo thì cài mật khẩu và tên bằng nickname.
Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn ra ngoài ăn uống chơi với nhau theo nhóm, lâu lâu có thể đi chơi riêng với nhau như chị em thân, tất nhiên là cố gắng hạn chế nhất có thể. Mối quan hệ được bao phủ bằng một vỏ bọc hoàn hảo và rất tự nhiên. Đôi khi tôi vẫn bị cuốn theo cảm xúc để mối quan hệ thể xác đe dọa cuộc sống của chị ấy bởi sự khao khát được sở hữu nhưng đều bị chị dập tắt. Chị khéo léo giữ được sự thăng bằng tốt hơn, trong khi tôi không rạch ròi được rõ ràng chuyện này. Vì lẽ đó tôi là người phải chịu đau khổ nhiều hơn. Khi gặp gỡ một cặp vợ chồng hoặc một cặp đôi nào đó, đôi khi tôi hay tự hỏi liệu những gì họ đang thể hiện có phải là sự thật? Liệu họ có góc khuất xấu xa nào đang ẩn nấp trong vẻ ngoài hạnh phúc kia hay chỉ là vỏ bọc giả tạo? Khi chị quyết định nghỉ việc để theo chồng sang nước ngoài, tôi mới trở lại cuộc sống như trước đây, bắt đầu các mối quan hệ mới. Nói là trở lại bình thường thì cũng không đúng, vì đó chỉ là bề ngoặt bên ngoài. Tôi không còn lý tưởng tình yêu và nhìn nhận mối quan hệ nam nữ rất trần tục, thiếu lãng mạn. Nguy hiểm nhất là tôi thiếu tự tin tưởng không chỉ vào bản thân mà cả về đối phương. Tôi cưới vợ là một cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn. Em từng là sinh viên thực tập tại công ty cũ của tôi và chị. Em có khá nhiều điểm tương đồng với chị. Cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ chỉ sau 6 tháng vì tôi bắt gặp cô ấy đang cười nói vui vẻ với bạn trai cũ trong quán cà phê. Tôi đã lục tung đồ đạc, kiểm tra điện thoại và dù không tìm được bằng chứng rõ ràng nào, nhưng tôi vẫn cho rằng do họ giỏi che đậy, mặc cho cô ấy giải thích là họ là bạn bè từ lâu, không hề có chút tình cảm trai gái, nhưng tôi đương nhiên không tin và bị ám ảnh bởi suy nghĩ bị phản bội. Mối quan hệ vợ chồng trở nên ngột ngạt quá mức, nên vợ tôi đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tôi và vợ thỏa thuận sẽ ly hôn và giải phóng cho nhau. Sống ly thân mấy năm nhưng vẫn không thấy vợ gửi đơn xin ly hôn. Tôi nghĩ có thể cô ấy chưa có nhu cầu lấy chồng mới nên ngại thủ tục. Bản thân tôi cũng vậy. Tuy chưa ly hôn trên giấy tờ nhưng chúng tôi đều trở lại cuộc sống độc thân tự do như trước đây. Tất nhiên tôi vẫn nghe ngóng xem quan hệ của vợ với người yêu cũ thế nào. Tôi đã để cho họ tự do làm theo ý muốn. Bản thân tôi cũng qua lại với mấy mối tình ngắn ngủi nhưng cũng không đi đến đâu. Từ khi sống ly thân với vợ, tôi gặp gỡ trở lại chị trong những lần chị về Việt Nam thăm nhà. Một năm chị về khoảng 1-2 lần và chúng tôi đều sắp xếp đi nghỉ với nhau vài hôm. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, chúng tôi va phải vợ khi đang tay trong tay ở Đà Lạt. Vợ đang đi du lịch với mấy người bạn gái. Phải nói là chúng tôi bối rối và ngượng ngùng thế nào. Vợ tôi có vẻ rất sốc và ngỡ ngàng. Trước đây khi còn là sinh viên thực tập tại công ty, em rất quý mến và ngưỡng mộ chị và gia đình. Sự thật rành rành trước mắt khó có thể chối cãi. Chị ấy có vẻ rất lo lắng và lo sợ mọi việc bại lộ. Tôi đáp chuyến bay về nhà ngay lập tức, kết thúc chuyến đi sớm hơn dự định. Về đến nhà đã thấy vợ ngồi chờ trong nhà. Em bảo tôi có quan hệ với ai cô ấy không quan tâm, nhưng ngoại tình với chị ấy thì quá mức tưởng tượng. Tôi đã thú nhận sự thật với vợ và thề rằng trong thời gian yêu và cưới cô ấy, tôi không quan hệ gặp gỡ chị ấy cho đến khi chúng tôi ly thân. Vợ tôi khóc lóc, mắng mỏ tôi nặng nề vì đã đổ tội cho cô ấy tội ngoại tình trong khi bản thân mới là kẻ không ra gì. Cô ấy mỉa mai rằng vì tôi và chị ta là những kẻ đạo đức tồi nên mới nghĩ người khác cũng như vậy. Tôi yêu chồng mình và không phải dạng đi ngủ lang trạ. Tôi đâu giống các người, cô ấy nói và ấn vào tay tôi lá đơn xin ly hôn rồi bỏ đi. Nói thật, chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ bẽ bàng như vậy. Những ngày sau đó, trái với suy nghĩ của chúng tôi, vợ tôi không có động thái gì, ngay cả mạng xã hội cũng im lìm, không có vu vơ ám chỉ trách móc. Phía gia đình chị và gia đình hai vợ chồng tôi cũng im ắng, có vẻ không ai biết chuyện. Có lẽ vợ tôi đã quyết định im lặng. Từ thời gian đó, tôi cũng thấy xấu hổ, mệt mỏi, cắt đứt liên lạc với chị. Thật lạ, sau khi thú nhận với vợ, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và như thoát được gánh nặng của sự dối trá. Tôi dò hỏi bạn bè vợ tôi, thì được biết bạn trai cũ của cô ấy đã lấy vợ năm trước, và giữa họ thực sự chỉ là quan hệ bình thường. Mấy năm nay, vợ tôi dành thời gian đi học thêm và đi chơi với bạn bè, cô ấy chưa chính thức yêu ai. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, sống bản năng và vô trách nhiệm chỉ gây ra đau khổ cho người thân và cho chính mình. Tôi không ký đơn ly hôn, tìm cách làm lành với vợ. Cô ấy tuy còn rất giận nhưng không kiên quyết ly hôn để ngỏ mối quan hệ. Vì thế tôi hy vọng cô ấy vẫn còn yêu tôi. Tôi đang cố gắng từng ngày và hy vọng có thể tìm lại được cuộc sống hạnh phúc mà tôi đã bỏ lỡ. Nếu bạn có ý kiến đóng góp hoặc có tâm sự muốn chia sẻ, xin hãy bình luận xuống phía dưới hoặc email về cho chúng tôi theo địa chỉ
chuyệnđờichungminh@gmail.com nhé. Các bạn thân mến, hãy bấm like, bình luận và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.